vậy nè. Kênh ơi, bạc tỷ của chị đâu mà giờ chị khó khăn? Dạ trai quá, cho trai hết rồi. Chánh điện em không? Em có mời đâu. Vậy chị vô đây em nè. Không, nó không á. Thì giờ chị chia sẻ về cái chuyện tình cảm của chị hiện tại. Nè, chị sao mới hỏi gì? Là bây giờ chị chia sẻ về lúc mới yêu cái người mà nhỏ hơn chị 5 tuổi á. Ổn không chị? Em có kinh nghiệm mà. Và không ai hòa giọng được với chị. Em hòa được thì sao? Nếu hòa được chị cho em gì? Em, đúng rồi, Jin hòa được. Hay á. Hay á. Jelly phô mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 Gia đình Việt. Dinh Tuấn Kiệt và Buka là cặp đôi được netizen đẩy thuyền nhiệt tình. Hiện tại cả hai đang kết hợp cùng với nhau trong dự án phim. Trong một tập phim, cả gia đình đi cắm trại, bé Su vì chạy theo ông Bụt nên đã đi lạc. Chính vì thế cả nhà chia nhau đi kiếm. Trên đường, Dinh Tuấn Kiệt trong vai Vinh và Buka trong vai Bella tìm kiếm em gái thì bất ngờ Bella, Buka gặp nạn. Chính giây phút này, Vinh vô cùng ân cần chăm sóc Bella hơn thế, cả hai còn lỡ va vào ánh mắt của nhau làm trái tim rung rinh. Vinh cõng Bella về nhà, còn Bella ngang nga hát chi Vinh nghe. Trong lúc đó, cặp đôi oan gia đã có những tình huống tình tướng ngọt ngào. Trước đó, tại sinh nhật Trường Giang, Buka, Dinh Tuấn Kiệt cũng đã lộ hình hẹn hò rõ mồn một. Trong buổi tiệc sinh nhật, nhân cơ hội này Trường Giang hỏi luôn Buka. Chừng nào có tin vui, Buka liền chìm trong suy nghĩ. Và rồi cô đáp một câu khiến mọi người bật ngửa. Ủa, tin vui là có bầu hả? Giang ca liền dập bắn người xua tay liên tục. Còn Dinh Tuấn Kiệt ngượng ngùng một cách đáng nghi. Anh liền kêu lớn lên. Cái gì kêu vậy trời, vẻ mặt sự trân không dám nhìn thẳng vào Buka như chàng rể áp lần đầu ra mắt bà vợ. Thấy vậy Trường Giang liền cứu Dinh Tuấn Kiệt một pha nguy cấp. Anh giải thích, có tin vui nghĩa là sắp có dự án mới. Ngay sau đó Nhã Phương đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 39 của ông xã. Tuy nhiên khi lướt đến tấm ảnh Trường Giang, Nhã Phương chụp cùng bạn bè đồng nghiệp, nhiều cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra sự góp mặt của Buka và Dinh Tuấn Kiệt trong bữa tiệc khá đáng nghi, giống như cố ý đứng xa nhau để không bị lộ hình. Người hâm mộ bình luận, Dinh Tuấn Kiệt với Buka kìa, ở đâu có chị Buka ở đó có anh Dinh Tuấn Kiệt. Được biết đây không phải lần đầu tiên Buka và Dinh Tuấn Kiệt lộ dấu hiệu hẹn hò. Trước đó, cặp đôi từng bị người hâm mộ soi ra hàng loạt bằng chứng như mặc đồ đôi, ăn tối cùng nhau, đi chơi riêng. Thậm chí gần đây nhất, Buka và Dinh Tuấn Kiệt còn bị cư dân mạng tóm gọn khoảnh khắc cách nhau đi du lịch khi đăng tải loạt ảnh có cảnh biển tương tự trên trang cá nhân. Cụ thể, Buka chia sẻ hình biển với dòng trạng thái, làm bộ nêu chạy xuống hồ Tràm chét in cá chạy về. Ít phút sau, tình tin đồn Dinh Tuấn Kiệt cũng đăng tải ảnh du lịch biển. Mặc dù phủ nhận tin đồn hẹn hò và khẳng định cả hai chỉ là chị em thân thiết, nhưng Dinh Tuấn Kiệt và Buka liên tục lộ hình hẹn hò khiến người hâm mộ không khỏi bán tính, bán nghi về lời phủ nhận của cặp đôi. Vừa mới đây trên Instagram cá nhân, Dinh Tuấn Kiệt đã đăng tải hình ảnh cung ngầu với áo sơ mi trắng và băng quơ thả thính. Nhìn em anh chỉ muốn cưng chiều, sẽ không có gì đáng nói nếu không lâu sau đó. Buka chia sẻ bức ảnh ngồi trên xe hơi và đính kèm hai câu thơ. Chiều lòng thiên hạ thì khó chiếu chiều mai em rảnh. Không biết vô tình thế nào mà đọc trạng thái của Buka cứ như cô đang đáp lại Dinh Tuấn Kiệt. Cộng thêm thời điểm đăng bài trước sau của cả hai thì đây chính là cơ sở để cư dân mạng khẳng định cặp đôi đang công khai tán tỉnh nhau. Tuy nhiên, còn ý gì không thì chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Là cặp đôi thường xuyên được hội ông mai bà mối showbiz ghép đôi, chính bản thân Buka và Dinh Tuấn Kiệt cũng không ít lần lộ hình hẹn hò với nhau. Hai người thường xuyên tham gia game show cùng nhau, chính vì vậy đã trở thành đề tài chọc ghẹo của đồng nghiệp. Mới đây, ngay tại một chương trình, không khí trở nên rất nhộn nhịp trước sự xuất hiện của Dinh Tuấn Kiệt trong vai trò thành viên mới trong chung cư. Không ngoài dự đoán, các nghệ sĩ không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Buka, Dinh Tuấn Kiệt. BB Trần ẩn ý, Dinh ơi, anh đại diện chung cư, rất hy vọng hôm nay em đến đây sẽ lan tỏa tình yêu đến với mọi người, mang niềm vui, niềm hạnh phúc, cũng như tình yêu, tình cảm đến với tất cả các anh chị ở đây. Trong kiếm hợp bích với BB Trần, Dương Lâm lúc này liền tấn công sang Buka. Buka ơi, bạn mới đến nhà hãy còn nhút nhát, em hãy dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi. Cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. Với kinh nghiệm bị trêu thường xuyên, Buka bình tĩnh cho biết sẽ rất kỳ và đi xa nếu cô dạy bạn mới hát như lời Dương Lâm bảo. Bởi Dinh Tuấn Kiệt vốn dĩ là ca sĩ. Lần này, đến lượt Trường Giang đẩy thuyền. Vì Dinh là người mới, cho nên ban tổ chức có một sự ưu ái dành cho em. Em có muốn đổi chỗ khác không? Nhưng nam ca sĩ đã từ chối với lý do ngồi dưới cho tiện. Tuy nhiên, điểm nhấn là vị trí của Dinh Tuấn Kiệt lại ngay bên cạnh Buka. Tiện, tiện việc gì vậy? MC hỏi làm cả chung cư cũng bật cười. Bí thế, thành viên mới đành tự cứu nguy. Em tiện đi tới đi lui. Tuy nhiên, đây chỉ mới là phần mở đầu của những pha trêu chọc đầy ẩn ý đến từ MC và chung cư chọn ai đây đối với Dinh Tuấn Kiệt và Buka. Chẳng hạn như trong một câu hỏi sau đó, cố vấn mới được Trường Giang cho xem 4 bức ảnh chụp 4 đôi môi và phải trả lời đôi môi nào là của Buka. Dù mọi người đồng loạt than vãn là quá dễ, Dinh Tuấn Kiệt lại xin được xem thêm lần nữa.
Tuy nhiên, Trường Giang từ chối khiến đàn em phải quay sang nhìn nhân vật chính. Phân vân một hồi, Dinh Tuấn Kiệt chốt đáp án là B, nhưng Khả Như với vai trò là người yêu hờ của Buka đã bảo rằng đó là câu trả lời sai. Không chỉ vậy, Duy Khánh và mọi người xỉa xói Dinh Tuấn Kiệt vì nhìn vào là biết ngay đáp án mà nam diễn viên lại cố ý trả lời sai. Duy Khánh chia sẻ, anh Dinh với chị Bu hoạt động nghệ thuật chung với nhau nhiều thì phải nhìn ra chứ. Tiếp lời, Trường Giang dí dỏm, nhiều khi đi làm về mệt quá, mình đói bụng là chạy đi ăn cơm ngay đâu có kịp nhìn món ăn. Khả Như tiếp lời, ăn ngấu nghiến quá nên nhiều khi cũng không nhìn đâu. Cuối cùng, Dinh Tuấn Kiệt vẫn chốt đáp án là B, người chơi không tin và đây là lựa chọn chính xác. Trường Giang thắc mắc, không hiểu lý do vì sao Dinh Tuấn Kiệt chơi thân như vậy lại không nhìn ra, trong khi người chơi vừa lướt qua bốn bức ảnh đã biết ngay đôi môi nào là của Buka. Tại khi nói chuyện em phải nhìn vào mắt Buka, nhìn vào mắt người khác chứ đâu nhìn cái miệng. Mọi người ở trong chung cư mấy mùa rồi, giờ em mới tham gia mà. Dinh Tuấn Kiệt giải thích và nhận được câu cà khịa của đàn anh, hy vọng khi nói chuyện với chị em nhìn mắt chị. Không phải đến khi tham gia chương trình, Dinh Tuấn Kiệt mới bị trêu như vậy bởi ở những số trước, anh thường xuyên được mọi người nhắc đến để trêu Buka. Trong tập trước đó, BB Trần đã được người chơi lựa chọn với câu hỏi, trong MV anh chàng đẹp trai, Châu Gia Kiệt chơi hai môn thể thao nào mà đều có bóng? BB Trần cho rằng đó là bóng đá và bóng rổ, nhưng Buka lập tức phản bác, khẳng định là tennis và bóng bàn. Cuối cùng, đáp án của Buka mới chính xác và Lâm Vĩ Dạ nói ngay, lẽ ra em phải tin Buka bởi những ca sĩ nào tên Kiệt Buka rành lắm. Trước câu nói của đàn chị và lời cảm thán hàng chi của BB Trần, Buka chỉ biết cười không nói được gì. Mới đây, netizen đã truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc chàng Gin trên sân khấu một game show truyền hình. Cụ thể, nam ca sĩ tham gia vào một thử thách cùng những người bạn đồng nghiệp khác như Lê Lộc, Khả Như. Khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi, có từng yêu bạn gái lớn tuổi hơn hay chưa? Nắm được tâm lý, cả Lê Lộc và Khả Như liên tục hô to có trong tiếng vỗ tay phấn khích của khán giả khiến Dinh Tuấn Kiệt ngượng chín mặt. Không lâu sau đó, anh chàng cũng khẳng định điều này. MC Đại Nghĩa tiếp tục đặt câu hỏi rằng Dinh Tuấn Kiệt thích một cô gái hát hay hoặc hát dở. Không suy nghĩ quá lâu như câu hỏi trước đó, anh chàng trả lời rằng hát dở. Với loạt hình kể trên, nhiều netizen đã tréo gọi Buka, nữ diễn viên hội tụ đầy đủ những tiêu chí của Dinh Tuấn Kiệt, cũng thường xuyên được phan đẩy thuyền với nam ca sĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi điểm tin trên kênh Gia Đình Việt. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Share và đăng ký. Ồ, ấy cái gì ạ? Cặp đôi khách mời. Dạ. Ủa? Cái hả gì chị? Chủ đề lúc mới yêu. Thì đúng rồi. Cặp đôi. Dạ đúng rồi. Yêu nhau. Yêu nhau. Yêu nhau. Ăn ý thể hiện được cái sự tương đồng ý hợp với nhau ở trên sân khấu và ngoài đời luôn ạ. Cặp đôi là hai người. Trời ơi, em chắc là em ngồi đây không? Dạ em chắc em ngồi đây đó. Em chắc em ngồi đây đúng không? Đúng. Chị kiếm được một khách mời khác tới liền. Ủa gì vậy chị? Hê cái chỗ này. Ủa sao cái chỗ này nó em có gửi gắm chương trình rồi. Cái chỗ này nó thiên lắm em. Nó thiên lắm, nó muốn cái là có liền. Đó. Mua. Ai vậy? Ủa gì vậy? Ai? Mua. Ai nghe giọng vang vang vậy? Mua gì em ơi? À có con bé bán cốc ổi mới ghi mà. À đây không mua em ơi. Không mua bé ơi, đang quay chương trình. Mua đi. Mua. Em gái. Mua đi mua. Trời ơi, nhỏ em gái. Mua không? Ủa bà Bu. Ủa bà Bu. Ủa. Sao? Ủa. Mua không? Khoan, nó nghe là sao? Mua. Ủa chị Bu. Chị tới chị phá đám em đúng alo, không? Alo. Khó khăn quá. Xin giới thiệu là cuộc sống của tôi khó khăn quá. Cho nên là ngày hôm nay tôi đi bán dạo những cái thứ gọi là đó vậy nè. Kênh ơi, bạc tỷ của chị đâu mà giờ chị khó khăn? Dạ trai quá cho trai hết rồi. Dạ trai quá cho trai hết rồi. Rồi. Cho nên là bây giờ hồi nãy đứng sớ gớ dưới lề đường á, xong rồi các anh kia nói trời trên đây. Trên đây là vừa bán vừa hát được luôn á. Xong anh đẩy cái là lên tới đây luôn. Em nói chị sao nghe luôn á. Bất cứ những cái lần nào em với lại Gin đi chơi riêng á, cũng có người phá đám hết á. Không. Mà người đó không đâu xa, người người kế bên em nè. Lúc nào cũng vậy á đó. Em hợp với cái bông dụ này nè. Nè em thấy chưa, em đâu có ăn ý bằng người ta. Nhưng mà cũng màu xanh mà người ta cái tông người ta là cái tông trên trời á. Nhưng em nói chị. Còn em là xanh dưới biển á. Nhưng mà em có ý kiến. Cái gì em? Em không thể nào chung đội được với chị Buka. Sao vậy? Không tập trung hát, cứ nhìn ra ngoài kia. Vậy giờ sao? Chị quay chị Sam đúng không? À, sao cũng được hết trơn á. Nói chung là rồi, cho chị okay. Vô đội ai cũng được. Tại chị vì vô ngồi chánh diện luôn đi. Chị là đối thủ mạnh cho nên chị vô đội. Chị vô đội ai cũng được cả. Rồi ok, bây giờ em mời chị vô chánh điện. Em không? Em có mời đâu. Chị vô đây em nè. Không, nó không á. Không, nó không á.
Thôi bây giờ nãy giờ lâu quá mình muốn tù xì đi cho lẹ. 1, 2, 3. Rồi. Vậy thì bây giờ em mong rằng đồng chí phải thật sự quyết tâm không làm lơ xe nữa. Tôi quyết tâm cố gắng hết sức để chiến đấu. Không sao, có gì chị hỗ trợ em. Bên đó có một ca hỗ trợ, bên đây chị hỗ trợ em. Quay trở lại với chủ đề của chương trình nè. Là với cái chủ đề mà lúc mới yêu, nghe tới đây thì tự nhiên chúng ta nhớ đến những mối tình đầu. Cái tình yêu đầu tiên là năm bao nhiêu tuổi? Lúc mới yêu hả? Tình yêu đầu tiên của em nó chớm nở vào năm em 22 tuổi. Chị yêu trẻ vậy hả? Muộn vậy? Ủa sao yêu trẻ vậy? Cái đó gọi là yêu á nha. Còn kiểu mà thích thích nhau chớm mà chớm đồ thì cũng có. Nhưng mà nó không có sâu đậm á. Nó chỉ là từ thích thích rồi hết thích. Sao kỳ vậy ta? Còn em thì em bắt đầu yêu thì năm 18. Thật ra thì tại vì em nghĩ là yêu nó sẽ có rất là nhiều cách yêu. Nhưng như hồi lớp 4 mình cũng đã thích một bạn. Xong đến lớp 6, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 mỗi năm mình thích một bạn. Đến khi mình lớn lên mình hiểu rõ là yêu là cần phải có trách nhiệm. Còn Bu thì ngoài cái chuyện lúc mới yêu ra thì bây giờ chị chia sẻ về cái chuyện tình cảm của chị hiện tại. Nè chị Sa mới hỏi gì? Chủ đề ngày hôm nay là gì? Lúc mới yêu. Lúc mới yêu. Không, nhưng mà lúc mới yêu chấm 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 là bây giờ chị chia sẻ về lúc mới yêu cái người mà nhỏ hơn chị 5 tuổi á. Là ai? Chị làm gì có? Ổn không Nghiên? Ổn không Nghiên? Ổn vậy? Em có kinh nghiệm mà. Ba thế hả? Rồi sao nháy mắt với em? Chị nháy mắt gì đâu? Một mắt chị mở to như vậy, chị làm gì có? Rồi sao chị bấu bấu cái tay vô người em? Khổ quá, chị bấu cái ghê. Thôi được rồi, trời ơi đừng đừng kẹo em nói nữa. Bây giờ là quay về Kim nè. Hả em sao? Thì hồi xưa là yêu, mới yêu là năm bao nhiêu tuổi? Hồi em học mẫu giáo. Là yêu ai? Em thích cái bạn kia trong lớp. Nói tên bây giờ còn liên lạc không? Không, không không có liên lạc. Sao giáp? Sao giáp? Sao còn liên lạc? Chắc còn liên lạc mà sợ cái gì không. Đó ở đây nè. Thật ra là không có liên lạc luôn. Thực ra em chỉ nhớ nhớ được đúng cái tên của bạn đó thôi. Như bạn đó tên là Ngân. Ê, cái lúc đó em quỷ hay sao mà em yêu em thích người ta vậy? Không phải yêu. Nghĩa là em thích thôi. Thích đây là em thấy cái bạn nó dễ mến nè, đáng yêu. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, cái kiểu ngày xưa đó, lớp chồi em cũng muốn thích một bạn, bạn nó tên là Vi, về không biết bạn ở đâu rồi. Ý là lâu quá mình cũng chẳng biết, tại lúc mà còn bé. Cái nhưng cảm giác mà gọi là nhìn cái người đó kiểu muốn chơi với người đúng đó rồi, đúng không? Rồi, nói đúng thật rồi, với mọi người, mà khi nhắc đến cái khoảng thời gian lúc mới yêu á, lúc nào nó cũng đẹp đúng không? Dạ đúng cái rồi. Cái lúc đó lúc nào nó cũng màu hồng, nó cũng vui chị, vẻ. Lúc mới yêu thật chưa biết bao nhiêu mà chị. Tao ghi được mấy số? Trời ơi là cái gì? Trời. Chị nhanh mắt nhảy mắt lắm. Vậy chị đi ghi được mấy số? 3 số lận đó. Yeah. Yeah. Chị ghi đi. Mà đúng không mà hên xui. Ok. Là hết là tình luôn giữ trong lòng. 2, 3. Tình luôn giữ trong lòng. Trong lòng. Trong lòng. Thôi sợ quá. Em sợ ma quá. Thôi. Còn mà vấn đề là em không biết tại sao em vẫn chưa bao giờ hát chung được cái gọi là hòa giọng được với chị Bu á. Tất cả mọi người không ai hòa giọng được với chị. Em cả. Hòa được thì sao? Nếu hòa được chị cho em gì? Em đúng rồi, Jin hòa được. Jin hòa được lần. Hay quá ha. Hiểu nhau. Có lẽ là người hay. Ta đã về cùng một đội em hay sao quá. Vậy? Hay á. Vâng. Hay á. Hộp xoài chị đâm em hả? À, xin lỗi. Em để ý đi, coi chừng là Phản em á, em á. Người ta ở trong giờ... mình không biết vì lý do gì nữa nha. Cẩn thận đó, thấy chưa, người ta đá mắt với nhau kìa. Em thấy là kiểu một cái đang ngồi che hình em luôn mà chị. Nên là em thấy kiểu, đúng là Phản rồi.